Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Trong clip này mình sẽ nói về vấn đề đó là kết hợp giữa loa kéo với lại đầu karaoke. Thì trên màn hình của các bạn, bên phía bên tay trái là một chiếc đầu karaoke Agnos, và bên tay phải mình sẽ lấy một cái mẫu loa kéo thương hiệu là Sansui đi. Chắc hẳn là các bạn đã thắc mắc tại sao chúng ta phải kết hợp giữa đầu karaoke với loại loa kéo để làm gì. Thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn biết những lý do chính của việc kết hợp hai thứ tưởng chừng như là không liên quan đến nhau này. Các bạn theo dõi nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói về phần đầu karaoke trước nhé. Tại vì theo mình nghĩ thì những bạn theo dõi kênh YouTube của bên mình đều có thể biết được chức năng của một chiếc loa kéo để làm cái gì. Mình sẽ giới thiệu chi tiết về phần đầu karaoke hơn. Thì ở đây mình sẽ lấy một mẫu đầu karaoke hiện đã rất chạy ở bên mình, đó là SK8910KDVW. Đây là một phiên bản đầu karaoke rất là rẻ, tuy nhiên lại cho được hình ảnh karaoke Full HD cũng như chất lượng âm thanh rất là hay. Trong một bộ dàn karaoke thì đầu karaoke này sẽ không thể thiếu được, không thể vắng được trong một bộ dàn karaoke. Tại vì nó có chức năng chính, đó là giúp đưa tín hiệu âm thanh ra ngoài âm ly, rồi từ âm ly ra loa. Và thứ hai là các bạn đưa tín hiệu hình ảnh Full HD từ chiếc đầu karaoke này lên màn hình TV của các bạn. Chính nhờ những chức năng đó thì khi chiếc đầu karaoke này kết hợp với loa kéo, nó sẽ cho ra được tác dụng gì? Thì đây, mình sẽ nói chi tiết cho các bạn luôn. Có 3 lý do chính. Thứ nhất là khi mà các bạn sử dụng loa kéo là các bạn đa số là các bạn sử dụng Bluetooth, cho nên là việc các bạn hát karaoke đều phải nhìn bằng màn hình điện thoại, đúng không? Tất cả những cái bài lời, bài hát, hình ảnh đều phải nhìn trong chiếc điện thoại khá là nhỏ. Và đặc biệt là trong những bài hát song ca thì các bạn không thể nào mà truyền tay nhau qua lại hai cái điện thoại, để tới đoạn nào của nam hát thì các bạn đưa điện thoại cho họ, đoạn nào nữ hát thì các bạn đưa điện thoại cho họ, đúng không? Thì đó, thì khi mà các bạn có một chiếc TV là một chiếc đầu hát karaoke thì vấn đề này được giải quyết rất là rõ ràng. Việc đưa hình ảnh lên TV, các bạn có thể nhiều người nhìn hát các bài song ca, không cần phải sử dụng điện thoại, hình ảnh nhỏ khó nhìn, thậm chí là có thể đau mắt nữa. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai thì các bạn sử dụng điện thoại để kết nối loa kéo hát karaoke thì các bạn phải lên YouTube, đúng không nào? Các bạn phải lên YouTube tìm tên bài hát, tìm bản karaoke của bài hát đấy. Và đó rồi phải có mạng, và các bạn phải có wifi, phải có mạng rất là mạnh. Cho nên là những trường hợp mà wifi không đủ mạnh thì các bạn hát karaoke nó bị đứng, nó bị đứng hình nè, mạng không chạy nè, đang hát bị ngắt quãng, rất là khó chịu. Thì những chiếc đầu karaoke giải quyết vấn đề đó bằng những bài hát có sẵn nha các bạn. Thì chiếc đầu hát này ở đây bên mình bán là dạng USB 16GB, có sẵn hơn 10.000 bài hát, hầu hết là các bài hát mới nhất đều có hết. Cho nên là việc các bạn sử dụng điện thoại lên YouTube, nhiều khi mạng yếu, loát một cái bài hát rất là lâu, rồi đang hát tự nhiên lên mạng nó đứt, cái là dừng bài hát, là tụt cảm xúc, rất là khó chịu, đúng nào? Cho nên là cái đầu karaoke này sẽ hỗ trợ chiếc loa kéo cái phần đấy nha các bạn. Phần mà tại vì sử dụng bài hát có sẵn thì các bạn chỉ việc chọn bài hát rồi hát thôi, không cần phải đợi chạy mạng, không cần phải đợi load video trên YouTube, rất là khó chịu. Rồi tới cái lý do cuối cùng khi sử dụng đầu hát karaoke, cái phần quan trọng nhất luôn, đó là chất lượng âm thanh. Thì với một bài hát karaoke ở trên mạng YouTube, các bạn tìm kiếm ở trên YouTube, tìm tên bài hát, sau đó ghi thêm chữ karaoke vô, đúng không? Nó sẽ ra những cái bài hát có karaoke, chỉ có nhạc không có lời. Thì những cái bài hát đấy là những bài hát free. Những cái người up những bài hát đó lên là người ta tự tạo beat, tự tạo nhạc. Cho nên nhạc trên nó, nhạc của clip đấy rất là dở, không thể nào bằng một cái bài nhạc gốc của ca sĩ được nha. Trong khi đó, những chiếc đầu hát karaoke như thế này, như ở đây là thương hiệu Agnos đi, thì nó sẽ có sẵn một cái kho nhạc riêng. Kho nhạc bao gồm cả nhạc MIDI và nhạc KTV. Thì cái kho nhạc đấy được phối riêng nha các bạn, được chính hãng Sơn Ca Media phối riêng, phối nhạc riêng từ những nhạc công đánh lại, rồi người ta thu âm là một bản phối hoàn chỉnh, chứ không phải là những cái beat nhạc tách từ nhạc gốc ở trên mạng rất là dở, hay rất là dở. Thì những cái bài hát trong đầu karaoke, không chỉ là đầu hát này đâu, những đầu karaoke Agnos khác cũng như là những đầu karaoke của các hãng khác, kho nhạc của họ đều được làm riêng nha các bạn, và các bạn phải trả phí cho kho nhạc đấy. Các bạn có thể nghe hai cái beat nhạc, một cái là từ trong kho nhạc của đầu karaoke, với một cái là miễn phí YouTube. Các bạn có thể thấy là nó khác nhau hoàn toàn luôn, hai cái tiếng nhạc cực kỳ khác nhau, và cái tiếng nhạc trên YouTube rất là dở nha các bạn. Nhạc ở trên YouTube có sẵn rất là dở, và các bạn gần như là các bạn
chỉ có thể là hát một cách trung bình thôi, không thể có được một cái trải nghiệm âm thanh hoàn hảo được nha các bạn. Cho nên một số khách hàng họ có TV, họ thích sự gọn nhẹ của một chiếc loa kéo đây, và họ vừa thích được trải nghiệm hình ảnh Full HD, vừa thích được trải nghiệm âm thanh hoàn hảo, thì họ sẽ sắm thêm một chiếc đầu hát karaoke để kết hợp chiếc loa kéo của mình. Mình có thể nói là việc kết hợp đầu hát karaoke với loại loa kéo đem lại cho các bạn một trải nghiệm y như là một dàn karaoke hoàn chỉnh nha các bạn. Đó, cả về mặt âm thanh, hình ảnh luôn. Mình có thể ví chiếc đầu karaoke dùng để xử lý hình ảnh cho tín hiệu Full HD, kho nhạc, beat cực hay, và chiếc loa kéo đóng vai trò như là một cặp loa và âm ly chỉnh âm thanh đầu ra, tiếng bass, tiếng treble hay dở tùy thuộc vào chiếc loa kéo. Đó, hình ảnh là có đầu karaoke lo đấy. Cho nên mình làm clip này để cho các bạn biết sự kết hợp giữa hai sản phẩm này đem lại cho các bạn một trải nghiệm rất là hoàn hảo. Bây giờ mình sẽ thiết kế nối cái đầu karaoke này với TV cũng như là nối với lại loa kéo cho các bạn xem thử trải nghiệm nó như thế nào nhé. Ok, thì như các bạn đã thấy mình đã lắp xong chiếc đầu hát karaoke Agnos SK8910 với lại loa kéo cùng với lại kết nối với TV. Đó, hình ảnh rất là đắt, hình ảnh rất là sắc nét, đem lại cho các bạn trải nghiệm hát karaoke nó tốt hơn. Có một số bạn ngại vì sử dụng đầu hát karaoke bởi vì remote. Các khi các bạn sử dụng remote là các bạn phải chọn bài hát bằng số, còn nhiều khi nhấn nó không ăn và truyền tay nhau rất là khó chịu. Thì riêng với các đầu hát Agnos, các bạn hoàn toàn không phải làm vậy, chỉ cần sử dụng smartphone để điều khiển thôi. Nha các bạn, rất là tiện lợi, các bạn kết nối wifi với đầu hát và mở ứng dụng Karaoke Connect lên. Đó, các bạn chỉ cần sử dụng ứng dụng này để điều khiển đầu hát thôi. Trong này có sẵn 10.000 bài hát để các bạn chọn, rất là nhiều bài hát. Ở đây mình mở thử một bài ví dụ nha. Đó, bài hát sẽ tự chạy trên TV đấy, rất là tiện. Đó, các bạn có thể thấy là âm thanh nó đang chạy. Đây là những bản nhạc phối bởi Sun Cameo, cho nên là âm thanh rất là rõ, rất là hay. Những bass chép cực kỳ rõ, không phải giống như các bản nhạc và thông thường tách lời từ trên mạng YouTube. Thấy là khác biệt thẳng liền luôn. Thì việc mà các bạn sở hữu chiếc đầu hát karaoke này cùng với lại loa kéo, các bạn có thể trải nghiệm được một dàn karaoke hoàn chỉnh tại nhà luôn nha các bạn. Rất là tiện lợi. Bởi mình rất là nhiều người mua bộ combo như thế này rồi. Chỉ cần một cái TV bình thường thôi, không cần phải TV Smart TV luôn, và dùng đầu hát karaoke đó, có thể thỏa mãn đam mê ca hát của bạn mọi nhu cầu luôn. Bây giờ thì mình sẽ test thử hát karaoke một bài nhé, cho các bạn xem chất lượng âm thanh của nó luôn. Làm sao
you.